10 điều đáng hổ thẹn. Theo Phật giáo, hổ thẹn được hiểu là lương tâm cá nhân, còn xấu hổ được hiểu là lương tâm xã hội. Nhờ lương tâm xã hội, tức đánh giá tích cực, khách quan, trung thực của xã hội, ta có được cơ hội tự nhận thức lại chính bản thân mình, từ đó có những bước điều chỉnh, chuyển hóa thích hợp. Hổ thẹn giúp ta thắp sáng lương tâm trong mọi nếp sống, suy nghĩ, hành vi. Nhờ vậy ta hướng tới một đời sống đạo đức, phẩm hạnh thanh cao. Trong cuộc sống, có thể có nhiều điều khiến cho con người phải tự hổ thẹn để tự hoàn thiện mình. Ở đây, Kinh Hiền Nhân chỉ đưa ra 10 điều đáng hổ thẹn như sau. 1. Làm vua chúa mà không hiểu nghệ thuật quản trị. Trong kinh dịch là không hiểu chính trị. Chúng tôi đổi lại nghệ thuật quản trị để nghĩa của nó trở nên tích cực và tránh sự hiểu lầm. Không hiểu nghệ thuật quản trị tức là không có kiến thức chuyên môn về quản trị đất nước, quản trị nhân tài, dẫn đến tình trạng đất nước tụt hậu, đời sống người dân cơ cực, khổ đau. Những người cầm cân nảy mực, nếu không đủ tài, đủ đức, đủ trí thì nên cảm thấy xấu hổ với bản thân mà tham khảo và học hỏi các bậc anh tài khác để phát triển quốc gia. 2. Tôi thần mà bất trung bất nghĩa. Bản dịch là vô lễ, chúng tôi đổi lại là bất trung bất nghĩa để dễ hiểu hơn. Tức là các quan chức trong chính phủ nếu không có tính trung thực, không có nghĩa với cuộc đời, với đất nước, với người dân, thì hành động của họ chỉ vì quyền lợi cá nhân, do đó không thể góp phần đưa đất nước đi lên được. Đó thực sự là điều đáng xấu hổ. 3. Tiếp nhận ân nghĩa mà không đền đáp. Hạng người này xem việc thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ, cống hiến của cha mẹ, của ông bà tổ tiên, của thầy cô giáo, của những người đóng góp cho xã hội là điều tất yếu. Họ nghĩ rằng ông bà, cha mẹ sinh ra họ thì phải lo cho họ, thầy cô giáo lãnh lương của nhà nước thì phải trao truyền tri thức cho họ, những người khác như y tá, bác sĩ, kỹ sư thì phải chữa bệnh, phải làm việc, phải cống hiến. Đó không phải là ơn nghĩa mà là trách nhiệm. Lối suy nghĩ đó thật sự nguy hiểm. Nó khiến cho người ta không còn biết quý trọng ơn nghĩa của người khác. Vì vậy họ sống dửng dưng, vô cảm với sự hy sinh, cống hiến của người khác dành cho cuộc đời, trong đó có bản thân họ. Người có lối suy nghĩ và thái độ sống như vậy thật đáng hổ thẹn. 4. Phạm nhiều tội lỗi không chịu chừa bỏ, ăn năn. Tội thuộc về luật pháp, lỗi thuộc về dân sự. Có nhiều người không nhận thấy việc làm tội lỗi của mình, do đó họ không xin lỗi ai, không ăn năn hối cải, không quay đầu hướng thiện, mà tiếp tục sống với hành vi và thói quen đó. Điều này nếu kéo dài sẽ nguy hại cho bản thân họ, nguy hại cho cuộc đời. 5. Sống với chủ nghĩa đa phu hay đa thê. Đa phu hay đa thê nghĩa là một người có nhiều chồng hoặc nhiều vợ. Đó là thái độ sống không tôn trọng pháp luật, không tôn trọng đạo đức Phật dạy. Thỏa mãn hạnh phúc giác quan bằng việc đến với nhiều người sẽ đem nỗi khổ niềm đau cho những người còn lại. Đó cũng là một điều đáng xấu hổ. 6. Chưa cưới mà có thai. Theo đạo đức của Kinh Hiền Nhân, chưa cưới mà có thai hay có thai ngoài giá thú là một điều đáng xấu hổ. Là phụ nữ cần phải biết giữ mình, không nên dễ tin vào lời người đàn ông mà vượt qua ranh giới bảo vệ chuẩn mực, đức hạnh của người phụ nữ. Nếu vượt qua ranh giới đó, người phụ nữ sẽ là người thua thiệt trước tiên. Bởi vì một khi người đàn ông
đã hưởng trái cấm một cách dễ dàng từ người phụ nữ, họ sẽ nghĩ những người khác cũng có thể làm được việc như thế. Từ đó họ sẽ nghi ngờ, xem thường giá trị của người phụ nữ đó. 7. Hội họp, tập họp mà không thành. Tức là cũng xuất phát từ tinh thần tập thể, ý thức đoàn kết. Nhưng khi vào một tổ chức, hội đoàn, phiên họp thì ý thức cá nhân, quan điểm cá nhân, quyền lợi cá nhân cao quá. Cho nên làm cho tất cả tinh thần tập thể đó bị phá vỡ, không đúc kết lại, không tạo thành một ý chí chung, một quyết nghị hay một quyết định chung được. Kinh Hiền Nhân cũng xem đó là một điều đáng xấu hổ của tập thể. Trong tuần lễ vừa qua, suýt nữa ASEAN, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, không đạt được sự đồng thuận quan điểm về Biển Đông. Nhưng cũng rất may, Ngoại trưởng của Indonesia đã dùng uy tín cá nhân của ông để thuyết phục Việt Nam, Malaysia, Philippines và các nước khác đi đến sự đồng thuận với nước chủ nhà là Campuchia, vốn đang bị sức ép đầu tư hàng tỷ đô la của Trung Quốc, làm cho họ không thể đứng về quyền lợi của ASEAN. Do đó, nếu không có Ngoại trưởng của Indonesia, có lẽ 6 quan điểm đồng thuận về Biển Đông của ASEAN đã vỡ kế hoạch. 8. Có binh khí mà không thể chiến đấu. Ở đây nên hiểu điều đó như là sự ẩn dụ, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen. Tức là mình có đủ các phương tiện để làm một việc gì đó, nhưng mình không thực hiện được. Các thuận duyên, các điều kiện hội đủ hết nhưng không chịu làm. Có thể vì người trong cuộc nghĩ là việc này nhỏ, không đáng, không xứng tầm với mình, hoặc quyền lợi của mình không được đề cao. Từ đó cảm thấy bị thiệt thòi nên không tham gia, không dấn thân. Tình trạng đó cũng giống như nghĩa sĩ ra chiến trận. Lẽ ra cần phải sử dụng vũ khí để bảo vệ quê hương, bờ cõi, nhưng ngược lại không làm được, làm không xong, điều đó đáng xấu hổ. Trong những trường hợp như thế, không nên đổ lỗi hay đổ thừa cho cuộc đời, cho con người, mà vì mình không đủ khả năng tận dụng điều kiện thuận lợi vốn có mà thôi. 9. Bòn sèn, keo kiệt, không chịu chia sẻ. Người nghèo có thể có lý do để không chia sẻ giúp đời, cứu người. Nhưng có những người giàu nứt đố đổ vách, khả năng chia sẻ dư thừa, vẫn không muốn giúp ai. Có thể vì họ chai lì, sơ cứng lòng yêu thương, sự tử tế, hoặc có thể họ nhận thấy rằng của cải, tài sản họ làm ra bằng mồ hôi nước mắt, nên cho người khác một cách dễ dàng như vậy, họ cảm thấy tiếc rẻ, xót của. Đó là sự bòn sẻn về phương diện tài sản, vật chất. Thật đáng xấu hổ. Bòn sẻn kiến thức hay tri thức lại càng đáng xấu hổ hơn. Thay vì công bố, chia sẻ cho mọi người biết những gì mình nắm bắt, hiểu rõ, thì ngược lại, cố nắm giữ một thứ gia truyền, độc quyền để hưởng lợi. Ai làm hài lòng mình thì mình mới giúp đỡ hoặc chia sẻ. Còn người không làm mình hài lòng thì không bao giờ chịu chia sẻ cho họ biết. Nếu cuộc đời này ai cũng ứng xử như vậy thì túi khôn của người nhân loại sẽ bị mai một theo cái chết của một người. 10. Làm tôi tớ mà chủ không nhờ vả được. Đóng vai trò là gia nhân, trợ lý, người giúp việc mà không thể giúp đỡ gì cho lãnh đạo của mình thì rõ ràng vai trò của người đó trở nên vô nghĩa. Thậm chí, có một số trợ lý làm ngược lại quan điểm của người lãnh đạo, tức là không tạo ra lợi ích chung, khuynh hướng chung, mà ngược lại tạo ra tình trạng rối ren, làm cho sự nghiệp chung của công ty, của tổ chức khó có thể phát huy được. Đó là điều đáng xấu hổ.
theo Bồ Tát Hiền Nhân. Đó là 10 điều mà ai bị vướng vào, hoặc một hoặc nhiều, nên cảm thấy hổ thẹn. Chỉ có hổ thẹn mới thực sự là cái nhân gần nhất giúp ta đánh giá lại chính mình, từ đó điều chỉnh lại thói quen và lối sống của ta. Không biết hổ thẹn, ta không có cơ hội tự điều chỉnh, và như thế ta sẽ mang lại rất nhiều tổn thất cho bản thân và những người hợp tác với ta. Thưa các bạn kính quý, trước khi khép lại clip này, chúng tôi xin mời các bạn nghe một bài thơ hay của tác giả Sơn Cư, đăng trên trang phatan.org. Ta là người lữ khách, qua đây tạm dừng chân, đâu cũng là quán trọ, đi rồi không vấn vương. Ta là người lữ khách, không mang nặng hành trang, chân mây đầu gối nhẹ như sương ngàn vân du. Một nụ hoa chống nở, một sắc đẹp vừa tàn, đến đi như sợi nắng, mất còn như hư không. Một sáng nghe người hỏi, còn gì lại mai sau? Ta lặng yên không nói, em thơ gập cúi đầu. Đức Thế Tôn thường dạy, nghĩ, nói cùng việc làm, cả ba hằng trong sáng, vì phúc lạc hà xa. Ngang qua vùng đất lạ, lưu lại hạt hồng tâm, trong khu vườn xinh nhỏ, nở mấy cụm sen vàng. Bên rừng cây cổ thụ, dòng suối tịnh reo ca, gió lành về muôn hướng, cội tùng già trăng lên. Kính thưa các bạn, chúng con xin chân thành cảm tạ quý bản trang, quý Đức Thượng Tọa, quý Đức Thầy đã giúp chúng con hoàn thiện clip này. Cảm tạ các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái, kính chào các bạn.